chiều có cái anh mà chồng của chị Huệ ở nhà không? Hả? Chiều nay nè, chiều có ảnh đi làm về hả? Chiều ổng đi làm về phải không? Dạ. Tối có ai tới đây ngủ với bà Sáu không? Không có cô. Có không có đứa nào nữa? Không có đúng. Dạ. Cảm ơn à. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại tỉnh thất An Hòa của sư cô Nhã đó bà con cô bác chị. Thuộc xã Suối Tiên. Hôm Phương có quay về tỉnh thất An Hòa của cô Nhã đó thì cô Cúc Việt Kiều Canada với chị Uyên cũng Việt Kiều Canada cũng nói là Phương quay lại cúng dường ở chùa An Hòa. Phương đến chùa rồi Phương cũng ghé thăm một hai hoàn cảnh đi cùng sư cô đó bà con cô bác anh chị. Cái hoàn cảnh của cái cụ hôm sư cô dẫn Phương đến đó là cái cụ 80 mấy tuổi đó, thì cụ cũng đang sống một mình. Thì cái chị Việt Kiều Hà Lan cũng gửi cho Thức Phương một số tiền dặn với Phương đó là mua sữa nè, mua yến nè, rồi gửi cụ một ít tiền nữa. Bây giờ Phương là tới tỉnh thất của sư cô rồi nè, tỉnh thất An Hòa. Giờ này là cũng 10 giờ rồi. Từ nhà Phương lên đây thì khoảng tầm 30 cây số và còn có bác chị. Nhắm nhắm gì thôi, cũng không biết có chính xác hay không. Sư cô đã chuẩn bị rồi. Yến thì Phương cũng dặn em Yến. Em Yến thì cũng hay đi phát quà với Phương ở Dương Tân đó. Phương cũng nhờ em mua yến. Dạ con chào sư cô. Dạ. Sư cô khỏe không? Dạ. À, chào em Yến. Anh nhờ em mua yến đó. Rồi anh không biết là cái yến này như thế nào. Lần đầu tiên thì em Yến thì bán yến. Anh nhà làm yến luôn hả? Dạ. Là yến của công ty. À công ty. Dạ. À anh dặn em là 20 hộp. Dạ đúng rồi. Rồi yến này là như thế nào? Yến này là anh yến hũ nè anh ạ. À. Ừ, để cô về uống đó. Cô về. À bây giờ. Rồi ok, em cắm vô ha. Dạ. Có mấy loại yến? Dạ hai loại anh. À. Em tự có nhiều loại lắm mà em lựa cái hai loại cho cái đây là xăm. Đây nó cái xăm trong đây nè. À. Còn đây có cái gì hoa hoa ngựa tây á. À. Nè, cho những cụ già uống cho khỏe ngủ ngon á. À. Em lựa hai cái yến này. À. Dạ. Một hũ là giá bao nhiêu tiền? Dạ, hũ miếu bán lẻ là 35. Mẹ em thấy nó cụ già anh nói gì em thương quá thôi. Công ty bả bao nhiêu em bả lại cho bao nhiêu thôi. À. Dạ. Mà thường thường là người ta bán là em nhận mà ship cho người ta đó là giá 35 ngàn hả? Dạ, 35 ngàn. À. Dạ. Thì ship xe không? Dạ, chỗ nào em cũng ship hết á. Bao nhiêu cây số chứ? Dạ. Ví dụ ở Dương Tân mà chạy xuống Nha Trang cũng ship luôn hả? Dạ, cũng ship luôn. Bao nhiêu hũ là em ship? Cỡ 20 hũ là em đi ship xe. À. Dạ. Công ty đó là công ty gì? Công ty Yến Xào ở Nha Trang anh à. À, vậy dạ. Đó ha. Đây Phương cũng nhờ rồi nè. Đây, hai loại ha. Hai loại. Ừ. Cái này đỡ lâu là thời hạn là bao lâu? Cái đây hả? À. Lâu lắm anh à, để à. Ăn cũng được. À dạ. Vậy đó hả? Từ đây mới hấp ra để em đem lên liền. À ok dạ. Ha. Dạ. Hết là bao nhiêu tiền? Dạ 20 củ là 440 ngàn anh. 440. Dạ. À 440 ha. Dạ.
Em, cho anh hỏi chút xíu. Dạ. Sẵn đây anh cũng quảng cáo giùm cho em đó. Dạ. Khán giả thấy đó mà em chế biến yến không? Công ty em đó. Dạ. Mà người ta muốn cần mà mình ship mà nấu sẵn đâu được không? Dạ được anh. À, dạ. Ship tận nơi luôn. Dạ. Ừ. Rồi có gì thì em có thể em đọc số điện thoại không? Dạ. Thì ai cần thì em thôi em tra số điện thoại. Ừ. Các anh chị nào thích em á, mua yến của em á thì ship em sẽ sẵn sàng ship tới tận nhà luôn. Dạ. Coi như là em chưng á, em chưng sẵn đường phèn rồi hay cái gì đó, em chưng sẵn cho người ta luôn. Dạ, đúng rồi. Dù khi là con cái đi xe đó muốn điện cho em để đặt em. Dạ. Rồi em có dùng Zalo không? Dạ có. Zalo cũng là cái số đó luôn hả? Dạ dạ. Còn Viber? Dạ. Viber? Dạ cũng có. À cũng có đầy đủ ha. Dạ. Em cũng đọc số điện thoại rồi ha. Dạ, em chưa đọc. Giờ rồi, đọc. Bây giờ em đọc dạ, số điện thoại của em là 0868337416. Ừ. Dạ ai đó, anh chị yêu cầu mua yến của Yến á, thì Yến ship tặng nơi. À. Dạ. Yến cái màu vàng vàng này nè là yến gì? Hoa ngựa tây anh. Hoa ngựa tây. Dạ. Thánh Phượng con quên. Dạ. Hoa ngựa tây ha. Dạ, hoa ngựa tây. Rồi. Còn yến này á thì sâm anh. À. Là yến sâm. Hai cái loại này là để dùng cho người cụ già, phỉ ăn ngon ngủ ngon. À. Dạ. Dạ. Em nhắc lại cái bên này là giá bao nhiêu một hộp, nhắc lại một lần nữa. Cái yếm này á hả? Ừ. Yếm này thì em bán lẻ khác. Còn thôi nghe anh Phương nói mua không, cho anh Phương. Anh hỏi cái này là hỏi cái giá của em. Còn cái ở đây là không nói. Dạ, nghĩa là cái giá mà người ta muốn đặt đó. Dạ. Rồi tính ship trong đó đó là một hũ là bao nhiêu tiền? Ý anh nói như vậy. 35 ngàn. Rồi. Nếu em ship xe em cũng tính 35. Ừ. Đó. Chứ nếu gần nhà em thì em cái giá tiền nó ít lạnh một tí. À. Dạ. Đó. 35 hết. Dạ, 35 ngàn. Dạ. Rồi bây giờ bao nhiêu tiền anh sẽ gửi ha? Đây 20 hũ là 440 anh. À 440. Dạ. À, số tiền này đó là của chị Liên ở bên Hà Lan. Phương cũng mua sữa Ensure rồi, mua là 20 hộp. Rồi chị cũng dặn với Phương đó mua thêm yến cho cụ. Đây, 440 ha. Dạ. 200. Đây là 400. Này 20 nữa nè. Dạ. Phần đây là của chị Liên ở Hà Lan. Dạ. Rồi bây giờ Phương sẽ đi vô gặp sư cô. Dạ, thôi lúc em cảm ơn anh Phương. Em cảm ơn chị Liên ở Hà Lan á. Dạ, chị Liên ở Hà Lan ủng hộ em yến của em. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, chào em ha. Dạ. Bây giờ Phương vô nói chuyện với sư cô, Phương với sư cô đến một hai vòng hoàn cảnh. Sư cô xong việc chưa sư cô? Dạ. Thời tiết Nha Trang hôm nay cũng nóng mà bà con cô bác chị. Xong rồi hỏi sư cô. Bây giờ con có vài lời với sư cô ha. Dạ con chào sư cô một lần nữa ạ. Dạ. Hôm con quay sư cô đó cũng có nhiều khán giả hỏi ngày trước sư cô á tu cái chùa nào? Thì con cũng nhớ là ở chùa An Tường. Dạ An Tường. Dạ. Họ hỏi con nói là ngày trước sư cô nói một lần rồi con quên. Dạ. Con nói là ở cái vị trí thôn này thôi. Dạ. Nhiều người cũng hỏi đó, nhiều khi có thể là khán giả cũng đi xe có lúc nhớ lúc quên. Dạ. Thành ra hỏi lại sư cô là cô xuất gia ở chùa An Tường. Dạ. Cô ở chùa An Tường là 27 năm. Dạ. 26 năm. Dạ. Xong cô lên đây là 10 năm. Dạ. Ừ. Ở chùa An Tường với lại sư bà, hai sư bà. Dạ. Dạ. Mẹ bây giờ hai sư bà tịch rồi. Dạ. Do vì là nhà cô ở gần chùa đó. Dạ. Nhà cô cách chùa khoảng tầm 100 mét thôi. Dạ. Xong khi cô còn nhỏ, cô hay về chùa tối tối là cô về chùa cô tụng kinh. Dạ. Xong cô đi tụng kinh, cái cô thích cái cảnh chùa rộng mà nằm trên cái đồi đẹp. Dạ. Cô thích xong... với lại cô kính mến quý sư, quý sư bà. Dạ. Nên là sư cô kính sư bà lắm. Dạ. Cho nên là sư đi cô đi tù ở đây. Dạ. Sư bà. Dạ. Sư bà lớn. Pháp danh đó. Dạ. Là sư bà lớn là Thượng Đạt Hạ Hương. Dạ. Gọi là sư bà. Dạ. Thích nữ Đạt Hương. Dạ. Mình gọi là
Thượng Đạt Hạ Hương. Dạ. Rồi sư bà Phó là Thượng Minh Hạ Liễu. Dạ. Dạ. Gọi là Thích Nữ Như Nguyễn. Dạ. Bây giờ chú Phương quay sư bà, hai sư bà của cô. Đây. Sư bà lớn này. Dạ. Dạ. Là sư bà Phó. Dạ. Sư bà lớn là thọ 102 tuổi. Dạ. Sư bà Phó là 86 tuổi. Dạ. Cô ở chùa với hai sư là 26 năm. Dạ. Cô xuất gia ở đó và cô tu học ở đâu? Dạ. Hai sư đức độ lắm. Dạ. Hiền lành đức độ. Dạ. Mà giới luật tinh nghiêm lắm. Dạ. Sống đơn giản. Dạ. Sống đạm bạc lắm. Dạ. Dạ. Mà tự mình làm. Dạ. Không có tính gia trưởng đâu đâu. Dạ. Chỉ là sư bà tự ăn, tự vệ sinh này kia. Dạ. Không có bắt mình phải hầu hạ đồ gì hết. Dạ. Rất là dễ chịu. Dạ. Dạ. Sư bà là trọng giới đức. Dạ. Dạ. Mà sư bà là chủ trương của sư bà là duy tuệ thiện nghiệp. Dạ. Cho nên đi vô tu với sư bà thì sư bà cho đi học. Dạ. Cô được đi học ở chùa, ăn cơm chùa, đi học trung cấp Phật học, rồi dạ. Học đại học, cử nhân Phật học. Dạ. Dạ. Cũng nhờ hai sư. Dạ. Cho học phiên dịch rồi sư bà tổ. Dạ. Dạ. Sư cô nhắc đến, con nghĩ cô Cúc. Dạ. Sẽ nhớ. Dạ. Tại vì cô Cúc cũng gần đó thôi. Dạ. Dạ. Chắc là mấy cô Phật tử là biết sư bà. Dạ. Mà nếu như mấy cô Phật tử này mà mới đi vào, tại vì cô vô chùa là năm 89. Dạ. Là bắt đầu cô vô chùa An Tường, cô xuất gia. Dạ. Nhưng mà trước đó là cô đã là Phật tử ở tại chùa. Dạ. Phục vụ cơm nước, đi về chùa rồi mỗi lần mà lễ lớn á, là cô về chùa không à. Dạ. Cho nên chắc là Phật tử sẽ biết. Dạ. Cô Phật tử cũng sẽ biết cô. Ví dụ như buổi trước tình cờ Sơn Phương quay lên á, cái anh Sơn đó. Dạ. Anh Sơn, ảnh người Lai. Dạ. Ảnh nhìn cái hình cô thờ hai sư. Dạ. Mà ảnh biết cô. Dạ. Ảnh biết đến chùa. Dạ. Ảnh tìm tới đây. Dạ. Ảnh cho gia đình của phía vợ của ảnh tới gặp cô. Dạ. Cũng mừng hơn. Bao nhiêu năm rồi cái anh Sơn đó mới gặp lại sư cô nhẽ? Trên 30 năm á. Dạ. Từ vì cô xuất gia đến bây giờ, cô tu tới bây giờ là 36 năm. Dạ. Dạ. Thì ảnh cũng phải hơn 30 năm. Dạ. Ảnh mới gặp lại cô. Dạ. Ảnh đi động tụ con gái. Dạ. Dạ. Cũng con quay lên cũng là cái cầu nối. Đúng rồi. Dạ. Giờ Phương quay á, anh Sơn ảnh biết cô ở chỗ này. Dạ. Tại vì ảnh nhìn cái hình quay này. Dạ. Đó, xong là ảnh biết sư bà chùa An Tường. Dạ. Ảnh nói với ủa sư bà chùa An Tường. Dạ. Xong cái ảnh mới cho người gia đình của ảnh tới gặp cô. Dạ. Xong ảnh gọi điện về, ảnh nói chuyện với cô. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Dạ. Dạ sư cô. Dạ. Hôm con quay đó. Dạ. Thì cô Uyên. Dạ. Đây là cháu Uyên. Cháu Uyên. Dạ. Ở Canada. Dạ. Cúng dường. Dạ. Dạ. Rồi đây. Cảm ơn chị Uyên. Dạ. Rồi cũng chúc cho gia đình chị Uyên nhiều sức khỏe. Dạ. Vạn sự kiếp tường như ý. Dạ. Dạ. Còn đây là cô Cúc. Dạ. Mẹ của chị Uyên. Dạ. Cũng gửi được cúng dường dặn con rồi. Dạ. Xin cảm ơn chị Cúc. Cô Cúc là mẹ của chị Uyên. Dạ. Chúc cho cô Cúc nhiều sức khỏe. Dạ. Sống lâu trăm tuổi. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ cũng xong rồi. Bây giờ sư cô con quay lại cái hoàn cảnh của cái cụ mà hôm sư cô dẫn con đi đó. Dạ. Là 6 tuần. Dạ. Thì cái phần quà này đó là của chị Liên ở Hà Lan. Dạ. Nói là mua sữa nè, mua yến nè. Dạ. Rồi bây giờ con với sư cô đi ha. Dạ. Và bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha, đến hai hoàn cảnh nữa. Dạ. Có thể là hai hoàn cảnh, có thể là ba hoàn cảnh, có thể là bốn hoàn cảnh. Có duyên trên đường con với sư cô đi đó. Dạ. Gặp mình sẽ tiếp tục gửi một chút quà yêu thương ha sư cô ha. Dạ. Rồi bây giờ bà con cô bác đi với Phương ha, với sư cô. Rồi bây giờ đi ạ. Rồi bây giờ con với sư cô đến nhà cụ Sáu. Thăm bà Sáu. Trên Phương cũng cầm là sữa ensure yến. Ủa sư cô,
Bên đây là con gái của bà Sáu cũng khổ. Dạ. Là đi làm cái nghề này, vừa lùng nhôm nhựa, vừa mua nhôm nhựa gì để đó. Dạ. Để cho thiệt nhiều xong rồi ở dưới nhà kho á, dạ, người ta cho xe lên người ta mua. Bây giờ là đi mua nhôm nhựa, đi lùng nhôm mửa rồi. Dạ. Có nhà. Cái bàn nằm nè. Đây nè. Rồi vô sư cô. Cái bàn nằm. Nằm một mình chèo queo ha. Dạ. Bà Sáu ơi. Bà ơi. Bà Sáu. Sư cô kêu giùm con sư cô. Bà Sáu. Dạ. Sáu. Sáu ơi. Bệnh hả? Dạ. Bệnh hả? Cô Nhã nè. Ăn cơm chưa? Dạ. Cô Nhã nè. Ngồi dậy được không? Có người tới thăm bà nè bà. Có người tới thăm nè, cô Nhã dẫn người, người nhà từ thiện xuống thăm bà Sáu. Cảm ơn. Dạ. Ừ, đó đó, ngồi dậy. Ừ. Chú cha ăn trầu đổ tùm lum vậy hả? Ừ. Cô. Dạ. Cô đem sữa xuống cho bà Sáu nè. Thôi, bà nhớ con đem không? Đem sữa xuống cho bà Sáu. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Nhà từ thiện bữa hôm cho tiền đó. Dạ. À, qua đây. Dạ, bà ngồi đây bà. Ừ, qua đây. Đây đây nè bà. Bà ăn cơm chưa bà? Sáng em mua cho con cháo để kìa. À, dạ. Đây. Ủa, con cháo, à, con gái mua hả bà? Ai mua cháo cho bà Sáu vậy? Ai mua cháo cho bà Sáu? Dạ. Ai mua cháo cho bà? Ồ, con mua. Lập sữa nè. Dạ. Lập cái rạp vừa đứa đấy à. Lập đứa nào nó mua đứa đấy hả? Có bao nhiêu. Dạ. Chú Phương. Chú Phương. Dạ, được. Con mua con. Dạ. Sáng là ăn cái này nè. Uống sữa khỏi ăn cơm. Đây nè bà. Thấy không? Đây là sữa 20 lon của 20 lon nha. Của cháu Liên ở bên Hà Lan á. Mô Phật. Cô Nhã dẫn chú Phương đem sữa xuống cho bà. Của cháu Liên ở bên Hà Lan á, mua sữa biếu bà. Con mừng. Dạ. Cô với cậu. Dạ. Đây 20 lon. Rồi lon đây này. Hai đây là quay vô đây này nè, 20 lon nè. 20 lon nè. 20 lon yến sữa Ensure nè. Ensure. 20 hũ hũ yến. 20 hũ yến. Ừ. 20 hũ yến nữa nè. Nè. Ừ. Yến hũ. Yến hũ. Ừ. Chắc để chiều đẹp và dạ. Cô phải xuống một lần nữa. À, sư cô. Chiều, chiều cô phải xuống một lần nữa để cô gặp cái người con của bà. Dạ. Để cất cái này chứ dạ. Ở một mình nhiều khi bà ngủ say cũng dạ. Ai vô lấy cũng không biết nữa. Dạ. Tội chứ. Hôm con quay đó ừ. Thì cái chị Liên ở Hà Lan ừ. Thì thấy cái hình bóng của bà lại nhớ lại mẹ. Dạ. Lại nhớ đó mẹ thấy thương bà. Cô gái đấy là còn dạ. Ở con. Hả? Cô gái là con ở con cô Bảy á. Con ở đi học rồi học trung cấp dạ học trung cấp Phật học nhớ thế không dạ nhớ cô bé còn ở cô Bảy á rồi giờ mẹ của cô bé lên làm công quả thế cho cổ chứ cô ở có một mình ai có nhà ai có chùa bà ơi hôm trước con gửi quà tiền cho bà đó còn không tiền bữa trước có còn không hả tiền bữa trước có còn không còn hả có đưa cho ai đưa cho con nó đi mua đồ không có đưa nó đi mua đồ không nói to lên sư cô đưa cho anh con trai mua đồ hả ờ ừ giờ bà còn giữ không còn giữ tiền đó không còn không còn đồng nào không bây giờ cho thêm không bây giờ cho thêm nha bà nghe không? Không anh. Có nghe không? Có nghe không? Nghe cô nói không? Nghe cô Nhã sư cô nói nè. Còn tiền không? Còn ít. Còn ít hả? Giữ sữa đi nghe. Ngồi giữ với để người ta lấy á. Rồi thôi bây giờ đưa. Cái số tiền của chị Liên bên Hà Lan đó gửi cho Phương
mua sữa Ensure rồi mua yến. Mua yến cho bà Sáu. Nhưng mà hiện tại bây giờ vẫn còn mấy trăm? 906. Bây giờ đưa cho gửi bà, cho bà 500 ngàn. 500 ngàn, 460 đưa tiền lẻ đi. Đưa tiền lẻ cho bà dễ tiêu. Thì 460. Rồi là gửi cho cô cất giùm để chiều nay cô sẽ xuống cô gặp con của bà để cất đồ đạc, cất tiền đồ cho bà chứ. Bà nằm một mình gì mà ngay cái đường đi nữa chứ. Sợ người ta lấy mất cái chứ. Nhiều khi đăng lên cái clip này sẽ thấy. Thôi bây giờ thì con trao cho chị cô là 460 thì còn 500 của chị Liên ở Hà Lan đó thì Phương sẽ gặp những cô chú lớn tuổi khó khăn thì Phương sẽ trao tiếp cái số tiền của chị Liên ở Hà Lan. Đây con gửi cho sư cô ha, sư cô giữ giùm con. Là 460 nè, tiền của bà nè. Là cô sẽ cất ngang, chiều xuống đưa cho con trai của bà nha. Nha. Cô cất giùm này 460 nè. Dạ. Có con gái về. Bây giờ là ăn cơm. Ủa chị lùm phế liệu qua đây không? Dạ em đi lùm gần sớm nè. Là cho bà. Chị ơi, có cái chị Việt Kiều Hà Lan á gửi sữa cho bà. Dạ, sữa Ensure với là yến, rồi có gửi bà ít trăm đó. Rồi. Thôi chị, cho bà ăn nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị này thì cũng đi lượm phế liệu, rồi mua phế liệu bà con có bán chị. Cũng vùng quê mà. Phế liệu ở vùng quê chắc cũng ít lắm hả chị ha? Dạ, ít lắm. Dạ. Đó bao thì Hà Lan đỡ cho mẹ em và sữa và tiền linh mặc nhiều tại vì em cũng khổ quá em đi lên em đi làm phế liệu đỡ mưu sinh cho em cũng không muốn đỡ mẹ em gì đây. Thôi chào chị nha. Dạ. Hello cho mẹ ha. Dạ. Cái hoàn cảnh tiếp theo đó là hoàn cảnh như thế nào sư con? Chị Cúc đây. Dạ. Chị Cúc đây là mẹ đơn thân. Dạ. Chồng chị bị ung thư chết. Dạ. Ung thư chết cách đây 10 năm rồi, 8 năm rồi. Dạ. Chị thì đi làm giúp việc, đi làm ô xin cho người ta. Dạ. Rồi đi nuôi trong cái chỗ mà chị ô xin là nuôi một người già bệnh nằm một chỗ. Dạ. Rồi làm luôn công việc nhà. Dạ. Một tháng 5 triệu. Dạ. Về nuôi hai đứa con ăn học. Dạ. Đứa lớn học lớp 11, đứa nhỏ học lớp 9. Dạ. Mà học rất là giỏi. Học rất giỏi hả sư cô? Mà nhờ hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Bây giờ con chị cứ lâu lâu chị cứ thỉnh thoảng là chị gọi điện chị xin cô có ai tài trợ cho con, chị đã đóng tiền học á. Cứ vô năm là chị phải chạy vật chật vật dữ lắm. Đất đây mà chị có cái nhà đây là đất của xã. Chứ còn xã cho chị tạm ở trong vòng 10 năm. Ở tạm trong vòng 10 năm. Cái vị trí này là kêu bằng đất ruộng thôn xã nào? Thôn Tân Khánh. Xã Suối Tiên. Huyện Diên Khánh. Bây giờ con với sư cô đi vô núi rồi nè. Ở đây có vùng đồng bào không sư cô? Không, ở đây thì không có đồng bào. Có mình nhà chị ở đây hả nè? Nhà chị ở Thiên Mê đây. Xung quanh đây là cái trại heo. Dạ. Trại đây. Người ta nuôi heo đó. Dạ. Nó hôi lắm đó. Nhưng mà có mình chị ở đây, giờ chị không có nhà cửa, chị phải ở đây thôi. Chào em. Dạ. Cúc kìa. Ồ, mới tới đây cái nhà hực hực luôn hả? Dạ, nóng lắm. Sư cô vô sư cô. Nó hơi quỳ thấp á. Đây nè. Đây là chồng. Dạ. Đây là cũng có tạm bợ thôi. Cũng tùm lum gì ha. Dạ. Bàn học của con nè. Ba mẹ con ở trong khuôn phòng luôn. Rồi còn cái này cái nhà bếp. Còn đi cái chỗ. Đó rồi, không vậy đó. Trong này thôi, còn quay đó là của người ta. Cho người ta ở cho tạm đó mà. Dạ. Nóng quá. Ở tạm thôi. Anh cũng nghe sư cô nói đó. Hình như là có một lần mình phát quà đúng không? Phát quà. Phát quà cũng có cho chị hết đó. Rồi em có hai đứa con mà cháu ra đây cháu ơi. Con học lớp mấy ạ? Dạ con học 11. Con học mà là học sinh gì? Dạ nó học coi
thì năm cái năm khác năm giỏi, nói chung là năm năm nay thì giỏi này, hồi năm năm trước thì khá. Dạ. Đó nghĩa là chăm chỉ học hành. Có là nó cứ học là nó thì nó ý là nó cũng gì nó cũng không có ấy, nhưng mà nó vẫn tiếp tục học, nó là thích đi học. À, thích đi học, con thích đi học. Thích đi học chứ còn chứ giờ nó cũng ốm yếu rồi, mẹ cũng ốm yếu rồi, mẹ cũng mong muốn con thôi đi học thôi chứ làm gì nữa, ở nhà làm đây gì. Đây là em hay là chị? Đứa con gái đầu, cái lớn. Đầu hả? Lớp còn cháu nhỏ đâu rồi? Nó đi học chưa về. Cũng đi học chưa về. Cháu nhỏ học có giỏi không? Dạ giỏi, thằng đó thì giỏi. À, có bằng khen không? Có. Một cái bằng khen hả? Dạ. À, Đỗ Phương coi như thế nào. À, đây, à. Đây, 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 đâu không cái này cái riêng tư để được Phương coi thôi. À, đây đó hả? Cái đây ô bằng khen của cháu đây hả? Ồ, hai chị em luôn. À, hai chị em nó dọn một đống từ lúc mẫu giá tới giờ đứa nào cũng nó dọn biết rồi. À, dọn. Rồi con bằng khen của con là liên tục mấy năm kia là bằng khen các lớp á. Dạ. Dạ. Từ hồi đó thì đều, mọi năm thì đều có bằng khen. À. Nhưng mà sau này thì cũng ít lần dần đi. Ý là lớp 9 á là giỏi, nhưng lên lớp 10 thì khá thì người ta không có phép bằng khen. À, bây giờ lớp 11 là bắt đầu là nhiều rồi là không có phép bằng khen, nhưng mà cuối năm mới phép bằng khen. Thì nói chung là nhà đi họp rồi thì phụ huynh cũng nói ở bên nhà trường cũng báo là cháu học được rồi đó, học về cố gắng cho cháu giỏi rồi lên để cho nó ấy đó. Thì nó cũng đang đang mừng. Toán á? Dạ. Còn mấy điểm? Dạ. Thường thì khoảng 7-8 điểm. Ừ, 7-8 điểm. Con có học thêm một bớt gì không? Học thêm không? Dạ. Học một bài môn để mà chạy theo kịp bạn thôi. Ừ, học xe không có? Dạ cũng học tại trường luôn. Học trong trường á? Tại trường thôi chứ không có học riêng cô ha. Dạ. Rồi cháu nhỏ có học thêm không? Dạ có, học phụ đạo ở trường luôn. À, ở trường luôn. Ừ. Thì một tháng như vậy đó là hai cháu chị phải lo bao nhiêu tiền học thêm? Học thêm thì uống rồi luôn đi. Tiền ăn thì uống rồi đi. Tiền ăn sáng thôi. Ăn sáng? Ờ, ăn sáng. À, ăn sáng thì hai đứa là 60 ngàn, 70 ngàn. 70 ngàn. À, là tại vì nó đi học rồi nó còn phải đổ xăng, nó phải gửi xe, rồi nó phải, nói chung là trong cái quần của nó là vừa ăn sáng, vừa chi phí trong cái ngày của nó là 40 ngàn, còn thằng kia là 30 ngàn. Coi như 1 tháng 2 triệu 7 á, 2 triệu 1. Dạ. 1 tháng á. Dạ. 1 tháng 2 triệu 1. À, đó thì ăn sáng thôi. À, tháng 2 triệu 1. Rồi còn mẹ đi chợ rồi thì về bỏ đó là nó tự. Còn học thêm á là nó học 4 môn, môn 200. Đó, môn 4 môn. Còn thằng nhỏ thì học 3 môn. Thì môn 150. Ở trường thì người ta ấy đó, người ta dạy mình học phụ đạo ở trường thôi. Còn ra ngoài thì học mắc á. Mắc lắm, không học nổi đâu. Con có mong gì không? Con qua đi đứng ha. Con mong gì không? Dạ, thì con cũng mong là con có thể học được hết 12 xong rồi lên đại học. Nên mà học tiếp rồi có gì đó phụ mẹ. Mấy bữa mình cũng phát quà. Dạ. Phát quà đó, nhưng mà không có đến nhà. Bữa nay được sư cô dẫn tới nhà ha. Dạ. Cái bữa mà Phương phát quà đó là cô cũng kể cái hoàn cảnh chị đây gì nè. Dạ. Tại vì cũng biết sao là mình bệnh miết á, cho nên là đâm ra là mình cũng sợ là cháu nó học bỏ học nửa đường á, không có ấy được, cho nên là mình cũng muốn mấy nhà tài trợ là cho cháu tiếp tục nó đi học. Chứ giờ nó bệnh, mình bị hạ cái ly máu á. Dạ. Bị miết à. À, bị miết. Tháng bị 2-3 lần vậy. À. Chị cứ bệnh miết. Cho nên là sợ là mình nhiều lúc mình nặng quá cái xong rồi cái nó bị gãy gánh, nó không có đi học được á. Cho nên là phải mình cũng mong muốn là những nhà tài trợ là người ta có thể là giúp đỡ cho cháu nó đi học. Coi như là có cái quỹ cho cháu ha. Có quỹ cho hai anh em ha. Tại vì Phương cũng có cũng là cái cầu nối thôi. Cho cái cháu ở Duyên Tân. Như là hai cháu Duyên Tân. Thì nếu có duyên đó thì khán giả biết được cái hoàn cảnh của mình giúp ha, thì bây giờ trước mắt á thì mình sẽ lấy tiền của cô Cúc Việt Kiều Canada gửi cho mình, nó gửi cho hai cháu 500 ngàn, là cháu có thiếu sách chút gì trong học tập đó thì hai anh em mua nha.
Đây, đây là 500 ngàn của cô Cúc ở Canada. Dạ, con cảm ơn. À. Hy vọng là có nhiều khán giả họ coi cái hoàn cảnh của chị Cúc. Họ sẽ trợ giúp cho chị Cúc có học bổng để nuôi hai cháu. Vâng, ăn học. Rồi chị có muốn nói gì nữa không ạ? Thì nói chung là cái hoàn cảnh của mình đó, thì nó cũng khó khăn gì thì mình cũng cũng có một ước nguyện là tại vì mình cũng hay bệnh á nên mình không có đi làm được nhiều tiền, là giờ ở chỗ này thì không có ở lâu được. Yeah. Cho nên á là mà hồi xưa giờ là sợ nhất là về nhà. Mười mấy lần rồi. Mà ở cái thôn Tân Khánh này là ai cũng biết hết á, ai cũng biết là mình vua về nhà. Mà mỗi lần về nhà nó khổ lắm, cho nên là nói là phải nó được an cư thì nó mới lập nghiệp. Mà với lại mình ở đây á là mình chưa có, mình không có đất, mình không có nhà, cho nên là không có được cái khẩu vậy được. Không có được cái chế độ gì của nhà nước á. Là mình là mình được, mình chỉ là ấy rồi xong là bên nhìn bên xã rồi người ta cũng thấy mình khổ đó, là người ta cũng không có làm khó mình, nhưng mà liền cái là mình không có chỗ ở cho nó ổn định, cho nên là mình cũng ước muốn là mình có một cái chỗ mình ở để cho mình nói chung cho nó hai đứa nó đi học á. Mỗi lần về nhà là tốn tiền, tốn tiền gỡ lên gỡ xuống thì tốn khá là nhiều tiền á. Đúng rồi. Ha. Còn bây giờ thì hồi đó xã thì còn đó là không có phải có. Hồi đó là chỉ ở nhờ người ta có cái nhà không là mình đỡ thôi. Thì mình dọn đi dọn về, nhưng mà mỗi lần dọn nó khổ lắm. Còn cái đây, cái đây còn là đây là cái này là mình cắt. Ấy là mình xin cái mấy người mạnh thường quân rồi á, mấy người cái chỗ người ta bán to nữa rồi á, là mình xin xin để mình cắt lên. Nhưng mà ý là xã người ta không có cho ở mình lâu. Cái này là đất của xã, mình không có được quyền. Tại vì hiện mỗi lần nó về là nó thì không có cho. À, mình cứ lây lắc á, cứ nói thôi kệ nó đi, chừng nào người ta nói tới rồi. Chứ lại bữa nó vô đường này nó cũng phóng vô tới đây mà. Thôi cứ ở tạm đi, tới đâu hay nói chứ bây giờ đất là gì. Dạ thì ấy mình nói vậy, mình mình cứ nghĩ là mình cũng sợ là con mình sau này nó không có cái con đường nữa. Chị cứ xin nhà mình trợ giúp cho con chị học đi. Học rồi. Ấy là sợ là ấy là muốn là nó đi học là nó lên đại học á, nó học là nó nuôi cái bản thân nó được, rồi nó mới bớt cái khổ đi, chứ không mà cái giống như mình á, nó giống như mình nó cứ khổ không biết. Đúng rồi ha. Thôi bây giờ thì thôi chị nghỉ đi. Cũng lẽ bây giờ chị đọc lại cái địa chỉ của chị đi được không? Dạ được. Địa chỉ đi. Ở đây là Nguyễn Thị Cúc. Tên. Cho tên Nguyễn Thị Cúc. Thôn Tân Khánh. Rồi. Xã Xu Tiên. Rồi. Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Rồi cháu. Cháu là Tạ Ngọc Minh Thư. Rồi ok, vậy thôi nó được rồi. Có lẽ nhiều cái video mà em đăng quá rồi, có nhiều khán giả lại nhắc cái tên đó mình nhớ. Đó, vậy đó hả chị ha. Dạ. Thôi bây giờ thì con với sư cô đi về. Cũng đã buồn rồi. Dạ. Chào chị nha, chào em nha, nhỏ tuổi hơn mình. Dạ. Yeah. Chị bệnh hoài, yeah. Bệnh nhưng mà không có dám nghỉ, yeah. Vì nếu nghỉ thì ba miệng ăn, có phương cũng thấy là một ngày phải chi phí. Ý là mình nếu mà mình đi nhập viện mình điều trị rồi thì cũng không có tiền đi làm, mình phải đi làm thì mình mới nuôi được rồi. Chứ còn nếu mình đi cái thời gian nó không có. Cho nên là cứ bệnh trong người cũng dám đi chữa. Cứ gì lo đó, cứ lo là mình chưa bệnh thì lại không có tiền thu nhập hàng tháng. Đó, đúng rồi. Gì đó. Đó. Con đó nuôi hai đứa mà nói chung con chỉ rất là ngon. Chỉ có một việc là ăn học thôi. Ừ. Thôi bây con giờ thôi chị nghỉ đi. Thôi con với sư cô. Cũng cảm ơn anh đó. Cũng đi về. Cảm ơn cô. Là có được cái nhà hảo tâm nào mà coi cái hoàn cảnh này, họ xét duyệt và họ giúp đỡ cho chị một năm chút đỉnh. Yeah. Cứ định kỳ một năm họ gửi cho 1-2 triệu gì đó, yeah. Để cho chị chỉ có chị xoay sở đóng tiền học, yeah. Cho con của chị, yeah. Lúc trước có cũng cô cũng có xin được một cái người đó, yeah. Nói là cứ vô học đóng tiền thì lấy cái hóa đơn cái bill đỏ về thì họ sẽ thanh toán cho, nhưng mà được đâu mất được có năm thì cái bà cụ đó bà bị tai biến mà mất, yeah. Thành ra bây giờ cũng chị cũng bị cắt cái nguồn tài trợ. Có khán giả mà có quan tâm đó
Thì nếu mà khán giả có muốn giúp thì mình yêu cầu ví dụ là những bằng khen hay là gì đó ha, cứ liên lạc với sư cô, mình báo với sư cô rồi để có gì thì bằng khen gì đó cho người ta là coi như là như thế nào ha. Chứ nhiều khi mình nói đây thôi, cái gì có duyên thì sẽ gặp ha. Nhiều khi có những video đó Phương đăng rất là lâu rồi, cũng cả 3-4 tháng rồi, tự nhiên cái có người lại biết cái video đó thì cho mình, có duyên thì lại gặp ha. Thôi bây giờ thôi chào cái nhà nha. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn cô ạ. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục con ấy cửa con chống lại con. Dạ, con chào sư cô ạ. Dạ, là Phật sự chung mà. Dạ, chào cô ạ.